Kênh Nông nghiệp Mê Công xin kính chào các bạn. Trong nội dung video lần trước, chúng tôi có nói cơ bản về phân hữu cơ và những thông tin và kiến thức cần thiết về cái loại phân này. Và trong nội dung đó, chúng tôi có nói đến cái nội dung của video ngày hôm nay. Với nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bà con nông dân chúng ta so sánh và chọn lựa một cái loại phân hữu cơ để sử dụng. Bởi vì trên thị trường có rất là nhiều dòng phân hữu cơ, có nhiều công thức, nhiều thành phần và cũng như có nhiều loại nó khác nhau. Vậy thì làm như thế nào chúng ta sẽ lựa chọn được một loại phân chất lượng cao, hiệu quả tốt mà giá thành lại phải chăng? Thì mời quý vị hãy đón xem trong video ngày hôm nay nha. Và hãy nhớ đón xem chương trình Nông dân cần biết của kênh Nông nghiệp Mekong được phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ. Vâng, và sau đây mời quý vị chúng ta cùng nhau đến video chi tiết. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau điểm lại một vài cái loại phân hữu cơ thông dụng trên thị trường mà trong video hôm trước chúng tôi đã có đề cập. Phân hữu cơ trên thị trường nó có 6 loại cơ bản theo chúng tôi tìm hiểu được như quý vị. Thứ nhất là loại phân hữu cơ sinh học. Loại phân này nguyên liệu chính là cái dòng hữu cơ thôi. Trong cái quá trình ủ nó sẽ được ủ và nó sẽ tạo ra được cái vi sinh. Loại thứ hai là phân hữu cơ vi sinh. Thì đối với loại phân hữu cơ vi sinh này, thành phần chính của nó cũng là hữu cơ. Tuy nhiên sau quá trình quay ủ xong rồi thì nhà sản xuất người ta sẽ trộn thêm những cái nấm đối kháng, những cái vi sinh vật, hoặc là người ta sẽ trộn thêm NPK, những cái trung vi lượng để làm thức ăn cho những cái vi sinh vật này. Loại thứ ba là phân hữu cơ truyền thống. Thì cái loại này thì nó khá là quen thuộc rồi. Cái này bà con nông dân chúng ta sẽ tự ủ ở nhà ha. Nguyên liệu thì rất là đa dạng, bao gồm ví dụ như phân chuồng nè, phân bắc là phân người mình á, hoặc là phân xanh là phân của những cái cây xanh. Loại thứ tư là phân hữu cơ khoáng. Phân hữu cơ khoáng là cái dòng phân hữu cơ sau khi chúng ta được ủ rồi, nhà sản xuất sẽ trộn thêm một cái lượng hàm lượng vô cơ vào. Cụ thể với hàm lượng vô cơ là bao gồm NPK nè, đạm, lân, kali, những trung vi lượng và đôi khi nó cũng sẽ có những cái kích thích tăng trưởng nữa. Loại thứ năm là phân vi sinh. Thì cái dòng này cũng có thể được gọi là phân hữu cơ. Tuy nhiên cái dòng này thì chủ yếu là nó sẽ ở dạng bột, dạng nước hoặc là dạng hạt nha quý vị. Và thông thường là cái chất mang theo cho nó là một là cái hữu cơ, hai là những cái thành phần khác, chẳng hạn ví dụ như nấm chi khô đẹp ma, cái chất mang của nó là cái tinh bột, hoặc là những cái dòng vi sinh, những cái nấm đối kháng được đóng hình chai để bán cho con nông dân mình. Và cuối cùng là cái phân bón lá hữu cơ. Cái dòng này cũng rất là thông dụng trên thị trường ha, được đóng chai bán cho bà con rất là nhiều, chủ yếu là cái dạng nước để phun qua lá thôi. Chẳng hạn một vài cái sản phẩm như là cái amino của mà cái A của công ty chúng tôi nè, hoặc là một vài cái sản phẩm như là phân cá nè, hoặc là những cái amino acid, những cái acid amin, những cái acid humic, hoặc là những cái vitamin, thì những dòng đó cũng có thể gọi là cái phân bón lá hữu cơ, bởi vì những cái thành phần nó được tạo ra hoặc là qua quá trình ủ từ cái hữu cơ là chính. Vậy thì trên thị trường nó đang có 6 cái dạng hữu cơ như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào cho từng loại cụ thể, hoặc là 6 cái sản phẩm này thì cái hữu cơ nào sẽ là cái hữu cơ tốt nhất đây? Tôi sẽ đưa ra một cái bảng để so sánh cũng như là để phân tích cho quý vị và chúng ta cùng nhau dễ hiểu hơn nha. Trong cái bảng này thì chúng tôi sẽ không đưa vào cái phân vi sinh và cái phân bón lá hữu cơ, thì bởi vì cái tính đặc thù á nó sẽ không có hiện hữu rõ trên hai cái dạng này. Chúng tôi chỉ đưa 4 cái sản phẩm để so sánh trong bảng này thôi. Thứ nhất là cái phân hữu cơ thuần hay là cái phân hữu cơ truyền thống của bà con tự ủ. Cái loại thứ hai là cái phân hữu cơ sinh học. Cái loại thứ ba là cái phân hữu cơ khoáng, và loại cuối cùng để đưa vào bảng so sánh này là cái phân hữu cơ vi sinh. Vậy thì 4 cái loại này chúng ta sẽ so sánh và cũng như chúng ta phân tích ở những cái đặc tính nè. Thứ nhất là đặc tính về thành phần, tiếp theo về đặc tính về dinh dưỡng, tiếp theo nữa là cái giai đoạn để sử dụng những loại phân này, kế đến nữa là cái hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng nó như thế nào, và tiếp theo nữa là cải tạo đất, và cuối cùng là về cái giá thành. Thứ nhất chúng ta sẽ xét về cái thành phần. Nếu như đối với cái thành phần của cái phân hữu cơ thuần á, là cái phân hữu cơ bà con nông dân tự ủ, thì nó chỉ là cái hữu cơ thôi. Tuy nhiên đối với cái phân hữu cơ sinh học á, thì cái thành phần của phân hữu cơ sinh học nó sẽ bao ngoài hữu cơ thì nó lại có thêm cái vi sinh trong quá trình ủ nữa như quý vị. Còn cái phân hữu cơ khoáng á, thì ngoài cái hữu cơ đã ủ thì nó lại có thêm cái hàm lượng vô cơ là bây giờ bao gồm NPK hoặc là những cái trung vi lượng. Và cuối cùng là cái phân hữu cơ vi sinh, thì ngoài cái thành phần hữu cơ thì nó lại có cái thành phần vi sinh sau khi được ủ và có một ít cái vô cơ nữa. Thì đối với cái thành phần này chúng ta thấy rõ ràng, nếu như mà cái dạng phân tốt nhất thì chắc có lẽ là nó sẽ rơi vào cái phân hữu cơ khoáng và cái phân hữu cơ vi sinh, bởi vì nó được bổ sung và được thêm những cái thành phần khác, chẳng hạn như là cái NPK hoặc là cái vi sinh vật ha. Còn về cái thành phần dinh dưỡng thấp nhất ở đây vẫn là phân hữu cơ thuần, có nghĩa là phân hữu cơ của bà con đang tự ủ đó. Tiếp theo là cái phân hữu cơ sinh học,
và cao nhất về cái thành phần dinh dưỡng ngoài cái hữu cơ thì đó là cái phân hữu cơ khoáng, bởi vì cái hàm lượng khoáng, hàm lượng NPK hay là trung vi lượng thì sẽ được nhà sản xuất bổ sung vào, và cái hàm lượng dinh dưỡng gọi là trung bình á, thì nó sẽ rơi vào cái phân hữu cơ vi sinh. Và nếu như trong trường hợp chúng ta sử dụng đối với bốn cái loại phân hữu cơ này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Đầu tiên thì đối với cái phân hữu cơ thuần thì chúng ta chỉ nên bón lót nha quý vị. Phân hữu cơ sinh học thì cũng vậy, chúng ta cũng nên bón lót hoặc là cũng có thể bón thúc. Tuy nhiên nếu như mà bón thúc hiệu quả hơn á, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái dòng phân hữu cơ, một là phân hữu cơ khoáng hoặc là phân hữu cơ vi sinh, thì nó bón thúc nó sẽ nhanh tác dụng và nó hiệu quả nó sẽ cao hơn. Còn về cái đặc tính về cái hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng thì đối với cái dòng phân hữu cơ thuần hoặc là cái phân hữu cơ sinh học thì cái hiệu quả của nó được thể hiện trên cây nó sẽ lâu. Đối với cái phân hữu cơ thuần là lâu nhất là từ 2 đến 3 tháng sau khi chúng ta gãi thì chúng ta mới thấy cái hiện trạng trên cây trồng nó xuất hiện những cái hiệu quả. Và đôi khi tùy những loại phân nữa nó kéo dài đến 4 hoặc là 5 tháng không chừng. Còn đối với cái loại phân sinh học thì nó lại ngắn hơn so với cái phân hữu cơ thuần, thì từ 1 đến 2 tháng là nó đã phát huy được cái tác dụng của nó rồi. Nhưng mà nhanh nhất trong những 4 dạng hữu cơ này đó chính là cái hữu cơ khoáng. Thì sau khi chúng ta gãi xuống thì tầm khoảng 10 ngày á, là lúc đó là nó đã thấy cái kết quả rồi. Và còn phân cái hữu cơ vi sinh á, thì nó cao hơn so với phân hữu cơ sinh học, nhưng mà nó lại thấp hơn phân hữu cơ khoáng. Thì cái thời gian hiệu quả của nó là thông thường là dưới 1 tháng như vậy. Còn về cái tính chất cải tạo đất á, thì với tôi á, thì cái phân hữu cơ thuần và cái phân hữu cơ sinh học là cái khả năng cải tạo đất nó tốt hơn so với cái phân hữu cơ khoáng, cũng như là cái phân hữu cơ vi sinh thì cái khả năng cải tạo đất nó cũng tốt hơn. Trong ba loại phân này chỉ có phân hữu cơ khoáng thì cái khả năng cải tạo đất nó không tốt, bởi vì một phần là do nó có cái hàm lượng NPK trong đó, cái phần thứ hai là thông thường nhà sản xuất độn cái NPK vào thì lúc đó làm cho cái giá thành nó cao, mà khi giá thành cao thì bà con nông dân sẽ hạn chế dùng và bón với số lượng nhiều, nên cái khả năng mà cải tạo đất nó sẽ không có được tốt bằng những dòng phân hữu cơ kia. Còn nói về giá thành á, thì cao nhất là phân hữu cơ khoáng. Tại sao? Tại vì cái NPK hay là cái vô cơ được trộn vào á, thì cái giá thành hiện tại bà con biết rồi, phân bón giá rất là cao, nên khi được trộn vào thì nâng cái giá của hữu cơ lên nó cũng sẽ cao. Cái giá thành càng cao khi mà hàm lượng NPK trong cái phân hữu cơ khoáng nó càng cao nha quý vị. Và tiếp đến gọi là đứng thứ nhì về cái giá thành đó chính là cái phân hữu cơ vi sinh, thì nó cũng sẽ cao, nhưng mà điều nó thông thường nó sẽ thấp hơn so với cái phân hữu cơ khoáng. Và thấp nhất là cái phân hữu cơ của bà con tự ủ, và nó ở cái mức thấp chấp nhận được và chúng ta có thể sử dụng, đó chính là cái phân hữu cơ sinh học. Và cái bảng này thì chúng ta nhìn lên đây thì chúng ta sẽ so sánh được hầu như tất cả những cái tính chất của bốn cái dạng phân bón đang bán thông dụng trên thị trường để mà sử dụng. Thì trên cái bảng này chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng là đối với cái phân hữu cơ khoáng á, thì cái hiệu quả của nó đối với cây trồng tức thời nó sẽ là nhanh hơn. Tuy nhiên nó cũng có một cái khuyết điểm ở một chỗ là giá nó khá cao, nên thông thường bà con nông dân chúng ta mua về để gãi á, thì chúng ta lại gãi cái giới lượng ít bởi vì cái giá nó cao. Và đối với những dòng phân hữu cơ mà bà con tự ủ thì nó lại là có cái chỉ số dinh dưỡng nó thấp, hoặc là cái thời gian hiệu quả sử dụng của nó cũng thấp. Nên vì thế theo cá nhân của tôi á, nếu như mình để sử dụng á, thì tôi sẽ lựa chọn cái phân hữu cơ sinh học để chúng ta dùng. Vậy thì tại sao tôi lại lựa chọn cái phân hữu cơ sinh học để sử dụng? Nó sẽ có những cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất á, là chúng ta sẽ đỡ cái cực công để ủ. Dĩ nhiên sử dụng cái hữu cơ thuần cũng rất là tốt. Bà con nông dân là chúng ta đang có công nhiều thì các bà con có thể tự ủ ở nhà để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên nếu như bà con nông dân là chúng ta ngắn cái công quá và cái lượng nó quá nhiều, không có đủ được cái nguồn nguyên liệu để ủ á, thì bà con nên lựa chọn cái phân hữu cơ sinh học để chúng ta dùng, vừa rẻ tiền mà vừa đỡ công cho bà con. Cái lý do thứ hai á, là tôi sẽ so sánh được những loại phân đang bán trên thị trường để lựa chọn một cái loại phân nào chất lượng nhất mà cái giá thành nó lại vừa phải chăng. Bởi vì thị trường bà con biết rồi, hữu cơ nó rất là nhiều, chúng ta có thể so sánh cái thành phần của hữu cơ này so với những dòng hữu cơ khác để chúng ta lựa chọn một cái dòng nào đó nó phù hợp với cái nhu cầu của mình mà giá nó lại phải rẻ nữa. Và cái lý do cuối cùng cũng là cái lý do quan trọng nhất, đó chính là chúng ta có thể biến cái phân hữu cơ sinh học của mình, nghĩa là những cái dòng phân hữu cơ mà chúng ta mua ngoài thị trường đó, trở thành cái dạng phân hữu cơ khoáng hoặc là trở thành cái dạng phân hữu cơ vi sinh. Khi nào nó sẽ trở thành phân hữu cơ khoáng? Khi chúng ta mua về thì chúng ta trộn chung với lại cái vô cơ vào, trộn chung với NPK vào, trộn chung chung vi lượng vào, và đôi khi chúng ta trộn chung những cái kích thích tăng trưởng vào phân vẫn được bình thường. Ví dụ như đang giai đoạn mà cây còn nhỏ thì bà con có thể trộn hàm lượng đạm nó nhiều chút xíu. Giai đoạn đang chuẩn bị làm hoa thì bà con có thể trộn cái lân nhiều vô,
giai đoạn đang ra hoa hoặc là giai đoạn nuôi trái thì bà con có thể trộn cái kali nhiều hơn. Mình chủ động được cái nguồn dinh dưỡng đưa vào phân như vậy thì nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Hoặc là đối với phân hữu cơ vi sinh thì khi chúng ta trộn những sản phẩm nấm đối kháng hay là những cái vi sinh vào trong phân là vẫn rất là được, chẳng hạn như chúng ta có thể trộn Chico Đạt Ma, trộn nấm Bacillus chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như bà con có thể mua cái phân hữu cơ Nhật nhập khẩu của công ty Mekong Ari về bà con sử dụng. Dòng này thì giá nó cái thành rất là rẻ, chỉ có vài ngàn thôi. Khi chúng ta mua về như vậy, chúng ta muốn nó trở thành phân hữu cơ khoáng thì bà con có thể ra ngoài mua cái đạm lân kali bà con trộn vô thì nó cũng sẽ trở thành cái hữu cơ khoáng. Hoặc là muốn trở thành cái phân hữu cơ vi sinh thì bà con có thể mua cái Chico Đạt Ma nè, hoặc là mua cái Bacillus nè, hoặc là những dòng vi sinh trên thị trường mà con trộn vô phân và con đem ra gãi thì hiệu quả nó vẫn cao, mà cái giá thành vừa rẻ, nguồn dinh dưỡng chúng ta đưa vào quản lý được, nguồn vi sinh đưa vào chúng ta quản lý được và muốn tiêu diệt cái con nào thì tính ra nó sẽ rất là lợi thế cho con nông dân để chúng ta sử dụng ha. Rồi đó là những cái thông tin mà tôi phân tích cho bà con ở bốn cái dạng phân mà bà con cần thiết phải biết và lựa chọn để sử dụng. Và sau đây tiếp theo phần này cũng rất là quan trọng và tôi nghĩ rất là hay nè, là chúng ta phải chọn cái phân hữu cơ nó như thế nào là những cái phân hữu cơ tốt, có những cái tiêu chí gì để chúng ta lựa chọn phân hữu cơ. Vậy thì tiếp tục video nha bà con nha. Nói về cái tiêu chí để lựa chọn loại phân hữu cơ nào tốt và chất lượng để sử dụng thì với tôi nó có 6 cái tiêu chí cơ bản. Trong 6 tiêu chí này á, thì chúng ta chỉ chú ý giúp giùm tôi là 3 tiêu chí đầu tiên thôi là hết sức quan trọng và bà con phải nhớ nằm lòng nha. Có thể 3 tiêu chí cuối thì bà con không cần quan tâm quá, tuy nhiên đối với 3 tiêu chí đầu tiên là cần phải thuộc và phải nhớ luôn. Và cái thứ tự ưu tiên để lựa chọn thì cũng theo thứ tự từ 1, 2 và 3, 4, 5, 6 nha bà con nha. Chúng ta xét trên từng cái tiêu chí cụ thể để chúng ta lựa chọn. Rồi đối với cái tiêu chí đầu tiên đó chính là về cái thành phần hữu cơ. Để lựa chọn phân hữu cơ nó có cái chất lượng tốt, bà con lưu ý về cái thành phần hữu cơ của cái phân hữu cơ nó sẽ được đóng ở trên cái bao bì nhãn mác á, chúng ta nên đọc trong cái thành phần đó. Và thành phần hữu cơ nào càng cao thì cái phân hữu cơ đó càng tốt. Nguyên nhân là bởi vì chúng ta xài phân hữu cơ mà thành phần hữu cơ thấp quá thì làm sao mà nó tốt được. Tôi sẽ lấy một ví dụ để minh chứng cụ thể cho chuyện đó nè. Ví dụ như có hai loại phân, một loại phân thứ nhất có thành phần hữu cơ là 25%, giá bán là 4.000. Hoặc loại phân thứ hai có thành phần hữu cơ là 50%, giá bán là 7.000. Vậy thì mình sẽ chọn loại nào trong hai cái loại này? Thì với tôi sẽ chọn ngay cái loại có thành phần hữu cơ 50%, giá bán 7.000, mặc dù giá của bán của nó là cao hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải lựa chọn như vậy? Rõ ràng nếu như chúng ta chỉ xét trên cái tiêu chí về mặt hữu cơ thì có một cái thực tế bà con sẽ thấy rất là rõ, đó chính là đối với cái loại hữu cơ có cái thành phần 50% nó sẽ gấp đôi so với cái thành phần 25%. Điều này tương đương là đối với cái loại phân có cái thành phần hữu cơ 25% thì 2 kg đồng nghĩa với chuyện là bằng 8.000 đồng thì nó mới bằng 1 kg của cái loại hữu cơ 50%, có nghĩa là bằng với một cái loại 1 kg là 7.000 đồng. Nên chúng ta so sánh về cái giá và cái tiêu chí hữu cơ, khi mà so sánh cân nhắc về chuyện giá cả thì rõ ràng chúng ta lựa chọn cái loại 50% nó sẽ có ưu thế nhiều hơn. Nói đến đây thì nhiều bà con sẽ đặt ra câu hỏi, nếu vậy thì tôi so sánh nhiều cái loại hữu cơ lại với nhau thì sao? Thì sau đây xin mời bà con nông dân chúng ta sẽ cùng tôi so sánh nhiều loại hữu cơ. Cụ thể trong cái bảng dưới đây tôi sẽ đưa ra 4 loại hữu cơ với 4 cái tên là hữu cơ A, B, C và D mà tôi không đưa một cái loại hữu cơ nào cụ thể ha. Và trong cái bảng này chúng ta chỉ xét trên một cái tiêu chí thôi, đó chính là cái tiêu chí về thành phần phần trăm hữu cơ. Và tôi lấy ví dụ là đối với cái bảng này á thì cái phần trăm ẩm độ của nó là như nhau ha bà con, là 13% hết. Thì chúng ta sẽ xét trên cái tiêu chí này kết hợp với cái chuyện là so sánh với cái giá thành của từng cái sản phẩm. Và bắt đầu so sánh nha bà con nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái hữu cơ A, có cái thành phần hữu cơ là 25% và giá thành đang bán ngoài thị trường là 4.000. Loại hữu cơ B có thành phần hữu cơ là 50%, giá thành đang bán là 6.000. Loại hữu cơ C có thành phần hữu cơ là 30%, giá thành đang bán là 6.000. Và loại cuối cùng là hữu cơ D có thành phần hữu cơ là 65%, giá thành đang bán là 8.500. Vậy 4 loại hữu cơ này nếu như chúng ta chỉ xét trên tiêu chí về cái thành phần phần trăm hữu cơ và đối chiếu với cái giá cả thị trường á, thì lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những sản phẩm theo thứ tự như thế nào. Để xét trong cái trường hợp này thì bà con nhớ cái lúc nãy tôi có nói về cái thành phần phần trăm hữu cơ, đó là cái phần trăm hữu cơ nào càng cao thì nó càng tốt. Tuy nhiên nếu như mà thành phần phần trăm hữu cơ nó cao thì cái giá thành nó cũng cao như vậy, nó cứ xứng đáng sử dụng hay không? Thì câu trả lời nó sẽ nằm ở đây nè quý vị. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xét trên cái thành phần phần trăm hữu cơ của 4 cái sản phẩm hữu cơ tôi đưa ra.
thì cái nào cao nhất thì bà con nhớ giúp tôi đánh là số 1 nha. Còn những cái còn lại thì chúng ta tính cái hệ số của nó bằng cách là chúng ta sẽ lấy phần trăm hữu cơ cao nhất chia lại cho cái phần trăm hữu cơ của những cái sản phẩm kia. Và trong 4 cái sản phẩm tôi ví dụ ở đây, phần trăm hữu cơ của cái sản phẩm D là cao nhất với 65%, tôi sẽ đánh là số 1. Bây giờ chúng ta sẽ tính 3 cái phần trăm còn lại của 3 cái sản phẩm hữu cơ. Rồi chúng ta sẽ tính cái C nè, mình sẽ tính như thế nào? Chúng ta sẽ lấy cái phần trăm hữu cơ cao nhất chia lại cho phần trăm hữu cơ của cái phần đó. Hữu cơ C, phần trăm hữu cơ là 30%, chúng ta sẽ lấy 65 chia lại cho 30 và kết quả ra là 2,16. Mình cứ để đây ha. Hữu cơ B mình tiếp tục tính nha. Mình sẽ lấy là 65 mình chia cho 50 thì nó sẽ ra là 1,3. Và hữu cơ A là chúng ta sẽ lấy 65 chia cho 25 là thành phần, là cái thành phần phần trăm hữu cơ của hữu cơ A là bằng 2,6. Vậy sau khi chúng ta có những cái con số này thì chúng ta sẽ làm gì? Bà con, chúng ta sẽ lấy những cái con số này nhân lại với lại cái giá bán nha, thì nó sẽ ra một cái kết quả và lúc đó tôi sẽ giải thích thêm để bà con hiểu. Ví dụ, cái thành phần phần trăm hữu cơ cao nhất là hữu cơ D là 65%, mình đánh dấu là số 1 thì mình sẽ nhân với giá hành của nó là 8.000 gửi thì nó cũng sẽ là 8.000 gửi. Hữu cơ C mình tính ra được là 2,16 và giá thành của nó bán trên thị trường là 6.000 thì chúng ta sẽ lấy 6.000 nhân cho 2,16 nó sẽ ra là 12.960. Hữu cơ B là chúng ta tính ra được 1,3, giá thành đang bán là 6.000 thì chúng ta sẽ lấy 6.000 nhân cho 1,3 bằng 7.800 đồng. Và hữu cơ A chúng ta tính được là 2,6 và giá thành đang bán là 4.000 thì chúng ta sẽ lấy 4.000 chúng ta nhân cho 2,6 nó sẽ bằng 10.400 đồng. Và khi mà nó đã có cái kết quả rồi thì chúng ta sẽ so sánh cái kết quả đó với nhau. Cái loại nào mà cái giá tiền của nó thấp nhất sau khi chúng ta tính ra thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đối với hữu cơ B là với giá sau khi mà chúng ta tính ra là 7.800 thì nó là cái giá thấp nhất, chúng ta sẽ lựa chọn nó là đầu tiên. Tiếp theo là cái hữu cơ D là giá 8.500 sau khi chúng ta đã tính toán. Tiếp theo nữa là cái hữu cơ A là ra 10.400 đồng. Và cuối cùng là cái ưu tiên lựa chọn thấp nhất, đó chính là cái hữu cơ C, chúng ta tính ra tới là 12.960 đồng. Vậy thì từ đây chúng ta mới thấy một điều là không phải cái loại hữu cơ nào giá rẻ thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn nó. Nếu như chúng ta xét theo cái tiêu chí là phần trăm hữu cơ của cái sản phẩm á, thì chúng ta sẽ xét theo như thế này thì chúng ta sẽ có được có con số chính xác. Và rõ ràng trong cái bảng này và tôi tính toán cho bà con nông dân chúng ta coi về cái sản phẩm hữu cơ B và hữu cơ D. Mặc dù hữu cơ D nó có cái thành phần phần trăm hữu cơ là cao nhất nhưng mà cái giá thành nó cũng cao. Mà chúng ta lại không lựa chọn nó mà chúng ta lựa chọn cái hữu cơ B, bởi vì chúng ta so sánh về cái giá thành và phần cộng với cái phần trăm hữu cơ, có nghĩa chúng ta sẽ cân đối hai cái chuyện này. Thì rõ ràng đó là một cái câu chuyện nó khác khi chúng ta tính toán một cách khoa học hay bà con nha. Cái tiêu chí thứ hai nó theo sau cái tiêu chí về cái thành phần hữu cơ, đó chính là cái ẩm độ của sản phẩm. Và bà con lưu ý càng nhớ một điều là ẩm độ càng thấp thì phân càng tốt nha bà con. Trường hợp này thì nó sẽ đôi khi không đúng với dạng phân hữu cơ vi sinh, bởi vì cái phân hữu cơ vi sinh thông thường á, ẩm độ nó sẽ cao để cho phù hợp với cái môi trường để vi sinh nó phát triển rồi bà con. Tuy nhiên thì bà con nhớ lưu ý là ẩm độ càng thấp thì nó càng tốt. Cái nguyên nhân nó đơn giản lắm bà con, chẳng hạn ví dụ như một cái dòng phân hữu cơ người ta ghi là ẩm độ nó là 15%, có nghĩa là trong 100kg phân nó sẽ có 15 lít nước. Tôi sẽ lấy ví dụ để so sánh bà con nông dân chúng ta dễ hiểu hơn nè. Tôi sẽ lấy hai loại phân, một loại là có ẩm độ 15% và một loại là có ẩm độ là 30%. Vậy thì nó có ý nghĩa gì? Cái ý nghĩa ở đây là khi chúng ta chẳng hạn như tôi gãi 100kg xuống đất, vậy thì đối với cái loại mà có ẩm độ 15% nó đưa vào đất cái lượng hữu cơ nhiều hơn so với cái ẩm độ có 30%, mặc dù cũng là 100kg như nhau. Bởi vì lý do là sao? Đối với 15% bà con gãi 100kg vô, thực tế là bà con đưa vào trong đất cái hữu cơ của chúng ta chỉ có 85kg thôi. 15kg còn lại đó chính là cái nước, thưa quý vị. Còn đối với cái loại mà có ẩm độ 30% thì khi mà chúng ta gãi vô đất 100kg á, thì thực sự là chúng ta chỉ cung cấp cái hữu cơ vô đất nó chỉ có 70kg thôi, còn lại 30kg là nước. Nên vì thế cái ẩm độ nó càng cao thì khi mà chúng ta gãi cùng một lượng xuống với đất trồng á, thì lúc đó cái hàm lượng hữu cơ hoặc là cái lượng hữu cơ chúng ta gãi nó lại càng thấp. Nên nếu nói về cái tiêu chí ẩm độ của sản phẩm thì bà con chúng ta sẽ lựa chọn cái phân hữu cơ nó sẽ có cái ẩm độ nó càng thấp. Bởi vì cái ẩm độ nó càng thấp thì cái lượng phân hữu cơ chúng ta gãi xuống đất
cây của chúng ta nó nhận càng được nhiều. Và tôi sẽ tiếp tục lấy một cái ví dụ nữa của bốn cái sản phẩm hữu cơ đang bán ngoài thị trường với bốn cái thành phần phần trăm ẩm độ nó khác nhau. Thì trong cái ví dụ này á, thì cái phần trăm hữu cơ nó là tương đương với nhau hoặc là đôi khi chênh lệch với nhau chỉ 1-2% nha bà con. Thì tôi cũng sẽ lấy loại hữu cơ A, hữu cơ B, hữu cơ C và hữu cơ D để so sánh. Thì phần trăm hữu cơ của hữu cơ A, B, C, D thì bà con thấy rồi đó, nó chênh lệch với nhau không nhiều, 53-55% ha. Tuy nhiên ẩm độ của bốn loại hữu cơ này thì khác nhau hoàn toàn. Và phần trăm ẩm độ của hữu cơ A, B, C và D tương đương là 30%, 12%, 15% và 25%. Giá thành của bốn loại này là đối với hữu cơ A là giá 5.000, hữu cơ B là giá 6.000, hữu cơ C là giá 5.500 và cuối cùng là hữu cơ D là giá 4.000. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta chỉ xét so sánh trên cái chỉ tiêu về ẩm độ và so sánh cân đối với cái giá thành đang bán trên thị trường thì chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm nào trong bốn cái sản phẩm này đây và thứ tự ưu tiên của nó sẽ là gì. Thì như lúc nãy tôi có nói với quý vị rồi đó và bà con nông dân, thì chúng ta biết một điều là cái phần trăm hữu cơ có nghĩa là nó thể hiện cái chuyện là cái lượng nước nằm ở trong phân ha. Thì đối với cái hữu cơ A, phần trăm ẩm độ của nó là 30% thì tương đương cái phần phân nó còn lại là 70%. Chúng ta lấy 100% chúng ta từ trừ cho cái phần trăm ẩm độ của hữu cơ là được. Hữu cơ B là phần trăm ẩm độ 12%, tương đương cái lượng phân còn lại là 88%. Hữu cơ C thì chúng ta cũng tính tương tự như vậy ha. Và hữu cơ D cũng vậy, hữu cơ C là 85% và hữu cơ D là 75%. Khi mà chúng ta đã tính đến đây rồi thì bà con sẽ thấy cái lượng nào mà cái phần trăm của cái hữu cơ mà nó còn lại cao á thì chúng ta sẽ đánh là số 1. Và chúng ta đang thấy là cái hữu cơ B nè là 88%, còn lại là cao nhất trong bốn cái loại này, chúng ta sẽ đánh là số 1. Và những cái con số còn lại chúng ta cũng tính tương tự giống như cái phương án chúng ta tính phần trăm hữu cơ của cái phần trước tôi đã ví dụ cho quý vị đó. Thì đối với hữu cơ C chúng ta sẽ lấy 88% là phần lượng phần trăm cao nhất chia cho cái bản thân cái phần trăm của cái hữu cơ đó, là chúng ta sẽ lấy 88 chúng ta chia lại cho 85 thì nó sẽ bằng 1.03. Hữu cơ D thì chúng ta sẽ lấy 88 chúng ta chia cho 75 bằng 1.17. Và hữu cơ A cuối cùng là chúng ta sẽ lấy 88 chúng ta chia cho 70 thì nó sẽ bằng 1.12. Vậy thì cân đối về cái giá thành của sản phẩm thì chúng ta sẽ có kết quả sau đây. Với hữu cơ A chúng ta sẽ lấy giá của sản phẩm là 5.000 nhân với 1.25 là kết quả chúng ta tính được lúc nãy. Nó sẽ bằng là 6.250 đồng. Hữu cơ B do kết quả nó bằng 1 nên giá của nó cũng là 6.000. Hữu cơ C là chúng ta lấy 5.500 nhân cho 1.03 nó sẽ bằng 5.665 đồng. Và hữu cơ D là hữu cơ cuối cùng chúng ta sẽ lấy 4.000 chúng ta nhân với là 1.17 nó sẽ bằng 4.680 đồng. Vậy theo kết quả này chúng ta so sánh lại cái nào mà giá thấp nhất thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn cái đó. Rõ ràng chúng ta sẽ nhận thấy là hữu cơ D là giá thấp nhất với giá là 4.680 đồng. Tiếp theo là hữu cơ C là với giá là 5.665 đồng. Hữu cơ B là với giá là 6.000 đồng. Và cuối cùng là hữu cơ A là với giá là 6.250 đồng. Đây là cái cách tính và để chúng ta so sánh cũng như là lựa chọn những cái sản phẩm hữu cơ mà về cái thành phần phần trăm ẩm độ nó khác nhau. Và cái tiêu chí thứ ba cũng là một trong những tiêu chí quan trọng không kém so về cái thành phần hữu cơ với lại cái ẩm độ của sản phẩm. Với tiêu chí này thì là cái việc bà con nông dân có bỏ tiền ra để mua hữu cơ hay không, đó chính là về cái giá thành. Với tôi, giá thành của cái hữu cơ bán trên thị trường cho bà con lựa chọn theo tiêu chí là càng thấp là càng tốt nha. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta đã gãi hữu cơ rồi thì chúng ta cần phải gãi một cái lượng nhiều cho cái cây trồng thì cái đặc tính hữu cơ nó mới phát huy được tác dụng. Mà nếu như chúng ta gãi nhiều mà cái giá thành hữu cơ nó cao quá thì làm sao chúng ta dám bỏ tiền để mua cái sản phẩm về để gãi. Rồi, sau khi mà qua ba cái tiêu chí quan trọng nhất là phần trăm hữu cơ, phần trăm ẩm độ với giá thành sản phẩm thì tôi sẽ lấy liên tục hai cái ví dụ để làm rõ hơn cũng như là so sánh ba cái yếu tố này. Thực tế trên thị trường nó có rất là nhiều cái loại hữu cơ về cái thành phần phần trăm hữu cơ, giá thành hoặc là ẩm độ nó khác nhau hoàn toàn, nên chúng ta sẽ rất là gói trong cái chuyện lựa chọn không biết cái sản phẩm nào thực sự là nó sẽ tốt. Thì trong hai cái ví dụ này tôi sẽ phân tích kỹ trong vấn đề này và có cái công thức tính toán cụ thể cho quý vị, mà cũng căn cứ vào theo những nãy giờ chúng tôi đang làm thôi, nhưng mà tôi sẽ hệ thống lại để chúng ta lựa chọn ha. Thì trong hai cái ví dụ này, đầu tiên chúng ta sẽ đến cái ví dụ thứ nhất, là tôi cũng sẽ lấy bốn cái loại hữu cơ là hữu cơ A, B, C và D. Chúng ta sẽ so sánh trên ba cái tiêu chí là phần trăm hữu cơ, ẩm độ và giá thành của sản phẩm. Và bốn cái loại này là tất cả các chỉ tiêu và cái số nó khác nhau hoàn toàn nha quý vị. Ví dụ đối với hữu cơ A,
Phần trăm hữu cơ của nó là 25%, ẩm độ là 15% và giá thành đang bán là 4.000. Hữu cơ B là phần trăm hữu cơ là 50%, ẩm độ là 13% và giá thành đang bán là 6.000. Hữu cơ C thì phần trăm hữu cơ là 15%, ẩm độ là 18% và giá thành đang bán là 6.000. Và cuối cùng là hữu cơ D, phần trăm hữu cơ là 65%, ẩm độ là 12% và giá thành đang bán ngoài thị trường là 8.000. Vậy thì nếu như mà tất cả những con số nó khác nhau hoàn toàn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm nào đây? Thì cùng tôi tiếp tục nha quý vị. Chúng ta sẽ xét trên từng tiêu chí cụ thể. Thì cái tiêu chí đầu tiên là hữu cơ thì chúng ta cũng sẽ xét giống như cái hồi nãy. Cái nào hữu cơ cao nhất thì chúng ta sẽ đánh nó là số 1. Chúng ta thấy rõ là hữu cơ D là nó là hữu cơ cao nhất, nó sẽ là 1. Và chúng ta tính tiếp tục những cái phần trăm còn lại là hữu cơ C, B và A. Hữu cơ C thì chúng ta sẽ lấy 65% chia cho 15%, nó sẽ ra là 4.33. Hữu cơ B chúng ta sẽ lấy 65% chia cho 50%, nó sẽ ra là 1.3. Và cuối cùng là hữu cơ A chúng ta sẽ lấy ra là 65% chia cho 25% bằng 2.6. Rồi tạm thời hãy để những con số này ở đây nha. Chúng ta tiếp tục xét tới cái tiêu chí về ẩm độ. 15% ẩm độ ở hữu cơ A tương đương với lại 85% lượng phân còn lại. Hữu cơ B là 87%, hữu cơ C là 82%, hữu cơ D là 88%. Muốn biết cách tính thì quý vị có thể tua ngược lại video để coi lại cái nãy nha. Thì trên cái phần này chúng ta xem cái thằng nào nó cao nhất thì chúng ta lại tiếp tục đánh nó là số 1. Và chúng ta thấy rõ ràng hữu cơ D là cao nhất nên chúng ta sẽ nói nó là số 1. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tính tiếp tục ở hữu cơ C. Hữu cơ C là 82%, chúng ta sẽ lấy 88 chia cho 82 bằng 1.07. Hữu cơ B thì nó là 1.01, tính tương tự nha quý vị. Hữu cơ A là 1.03, cách tính tương tự. Rồi sau khi chúng ta đã xét về phần trăm ẩm độ rồi, chúng ta lại tiếp tục đến xét một cái tiêu chí nữa là về giá thành. Như lúc nãy tôi có nói là giá thành càng rẻ thì càng tốt, nên trong những loại phân này giá thành nào rẻ nhất thì bà con nông dân chúng ta sẽ đánh đó giúp tôi là số 1 nha. Và chúng ta thấy hữu cơ A là giá thành rẻ nhất là chúng ta sẽ đánh là số 1 nè. Còn những cái phần còn lại là cái giá thành nó cao hơn, chúng ta sẽ lấy cái giá thành cao hơn chia cho đó cái giá thành rẻ nhất. Chúng ta sẽ tính ở hữu cơ B bằng 6.000 chia cho 4.000, nó sẽ bằng 1.5. Hữu cơ C nó cũng tương tự như vậy, do giá của nó là 6.000 cũng bằng 1.5. Và cuối cùng là hữu cơ D chúng ta sẽ lấy 8.000 chia cho 4.000, nó sẽ bằng 2. Sau khi mà chúng ta đã có tất cả những con số của những cái chỉ tiêu chúng ta tính toán nãy giờ rồi thì chúng ta sẽ cộng cho từng cái sản phẩm hữu cơ. Ví dụ ở hữu cơ A, phần trăm hữu cơ là 2.6, ẩm độ là 1.03, giá thành là 1, thì chúng ta sẽ cộng những chỉ số này là nó sẽ bằng 2.6 cộng 1.03 và cộng cho 1, kết quả nó sẽ ra bằng 4.63. Tương tự chúng ta sẽ tính ở hữu cơ B, nó sẽ ra kết quả là 3.81. Hữu cơ C nó sẽ ra kết quả là 6.9 và hữu cơ D kết quả nó sẽ ra là 4. Và trên cái con số chúng ta đã tính toán rồi thì chúng ta thấy rằng cái nào mà nó thấp nhất thì đó sẽ là cái ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Và chúng ta so sánh bốn cái chỉ số này, chúng ta thấy rõ ràng hữu cơ B là cái con số thấp nhất và chúng ta sẽ đánh số 1 là cái ưu tiên để chúng ta lựa chọn. Tiếp theo là hữu cơ D là số 2. Tiếp theo nữa là hữu cơ A là số 3. Và cuối cùng hữu cơ C là số 4. Bởi vì hữu cơ C là chỉ số tổng của nó là tính cao nhất tới 6.9 lần. Đó là cái cách tính và đó là cái cách so sánh. Quý vị có thể làm nhiều sản phẩm cùng một lúc để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm nào là tốt nhất nha quý vị nha. Xét trên ba tiêu chí là hữu cơ, ẩm độ và giá thành. Tiếp theo tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa để cho quý vị chúng ta nó rõ hơn nữa nha. Ví dụ này tôi sẽ cố gắng làm thiệt là nhanh để cho video chúng ta nó không có dài. Rồi, trên màn ảnh là quý vị đang thấy là một cái bảng đầy đủ tất cả những cái thông số về phần trăm hữu cơ, ẩm độ và giá thành của bốn cái sản phẩm tôi đang so sánh là hữu cơ A, B, C và D. Thì bây giờ chúng ta vào cái công việc tính toán luôn nha quý vị. Rồi xét cái tiêu chí đầu tiên là phần trăm hữu cơ. Hữu cơ D là có phần trăm hữu cơ cao nhất, chúng ta sẽ đánh số 1. Tiếp tục tính ở hữu cơ B, hữu cơ A và hữu cơ C. Hữu cơ C thì chúng ta sẽ lấy 65 chia cho 45, là 45 là phần trăm hữu cơ của bản thân hữu cơ đó, nó sẽ ra là 1.44. Tương tự hữu cơ B bằng 1.08, hữu cơ A bằng 1.3. Còn về phần trăm ẩm độ thì chúng ta cứ lấy 100 trừ cho cái phần trăm ẩm độ của cái hữu cơ đó thì nó sẽ ra kết quả ha. Ở hữu cơ A nó sẽ bằng 80% nè, hữu cơ B là bằng 87%, hữu cơ C bằng 82% và hữu cơ D là bằng 86%. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần trăm nào cao nhất là ở hữu cơ B là bằng 1. Tính tiếp tục giống như lúc nãy nha quý vị ha. Chúng ta sẽ có kết quả của những sản phẩm còn lại. Hữu cơ A là 1.09, hữu cơ C bằng 1.06, hữu cơ D bằng 1.01.
Về tiêu chí về giá thành sản phẩm thì chúng ta sẽ lấy cái sản phẩm nào giá thành thấp nhất là chúng ta sẽ để bằng 1, còn các cái phần còn lại chúng ta tính toán giống như lúc nãy nha quý vị nha. Hữu cơ A thì chúng ta lấy 5.500 chia cho 5.000 nó bằng 1.1. Hữu cơ B tính tương tự, lấy 6.500 chia 1 chia cho 5.000 nó sẽ bằng 1.3. Hữu cơ D thì nó sẽ bằng 1.4. Tổng kết hết những cái chỉ số này, ví dụ ở hữu cơ A chúng ta lấy 1.3 cộng 1.09 cộng 1.1 thì nó sẽ bằng 3.49. Hữu cơ B làm tương tự như quý vị bằng 3.38, hữu cơ C bằng 3.5 và cuối cùng là hữu cơ D bằng 3.41. Vậy thì cái thứ tự ưu tiên lựa chọn của 4 cái sản phẩm hữu cơ này là chúng ta sẽ lựa chọn cái nào mà nó thấp nhất thì chúng ta sẽ lựa chọn nha. Là ở hữu cơ B là 3.38 là chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn. Tiếp theo là hữu cơ D là 3.41. Tiếp theo nữa là hữu cơ A là 3.49 và cuối cùng là hữu cơ C là 4 chấm. Đó, cách so sánh nó cũng là như vậy, rất là đơn giản ha. Và thưa quý vị, với cái cách này là do tôi tự suy nghĩ ra và đã thực nghiệm rất là nhiều lần, tính toán và cũng như là so sánh những cái sản phẩm hữu cơ. Nên tôi nghĩ đây là một trong những cái kinh nghiệm hết sức quý giá cho quý vị để chúng ta so sánh cái sản phẩm hữu cơ nào để chúng ta sử dụng nha. Nguyên tắc thứ tư để chúng ta lựa chọn cái phân hữu cơ đó chính là cái nguồn gốc của cái nguyên liệu ủ. Nguồn gốc nguyên liệu ủ là sao? Có nghĩa là cái nguyên liệu mà để ủ ra cái phân hữu cơ đó là cái gì? Chẳng hạn ví dụ như nó là phân gà, hay nó là phân bò, hay nó là sát bã thực vật, hay nó là cái đạm cá được ủ, hay là nó là cái nội tạng của gia súc, gia cầm, hay là nó là những cái thành phần khác vân vân. Nó có rất là nhiều cái nguồn nguyên liệu. Bởi vì sao? Bởi vì đối với từng cái nguồn nguyên liệu khác nhau thì cái thành phần hữu cơ nó cũng sẽ khác nhau. Đối với từng cái nguyên liệu khác nhau thì cái thành phần NPK của trong phân nó cũng sẽ khác nhau. Vì thế, nếu như mà trong trường hợp chúng ta xét tiêu chí để lựa chọn, chúng ta cũng nên để ý đến tiêu chí này để chúng ta có thể lựa chọn được một cái loại phân phù hợp cũng như là đánh giá được cái độ thật của sản phẩm từ cái thành phần dinh dưỡng đó mà chúng ta biết được là cái nhà sản xuất cung cấp cái thông tin cho mình là nó có đúng hay là nó sai để chúng ta lựa chọn cái đơn vị nó bán cho nó phù hợp ha. Và cái nguyên tắc thứ năm đó chính là cái thành phần NPK hoặc là các trung vi lượng có ở trong phân. Thì chúng ta có thể so sánh cái thành phần này với tất cả những loại phân mà chúng ta lựa chọn để xem thằng nào cao thì lúc đó chúng ta suy xét được chúng ta lựa chọn thôi. Đối với tôi thì cái tên này tôi để tới thứ năm lần cái nguyên nhân là bởi vì những cái thành phần NPK hoặc là trung vi lượng á, chúng ta có thể bổ sung thêm bằng cách chúng ta mua về chúng ta đấu trộn vào. Và trong cái nội dung video này chúng tôi cũng sẽ bật mí cho bà con nông dân chúng ta phân biệt được những cái dòng phân hữu cơ nào nó có độn những cái chất gì vô hay không. Và đặc biệt là chúng ta biết được là nhà sản xuất đưa cái thông tin cho mình mà nó có sai lệch hay không. Bởi vì sao? Nếu như mà nhà sản xuất đưa cho bà con nông dân cái thông tin nó không đúng á, thì bà con cũng hạn chế mua của cái nhà sản xuất đó đi. Họ đã nói không đúng rồi thì làm sao họ làm phân nó chất lượng được. Đó là bà con nông dân chúng ta sẽ đọc cái thành phần NPK có trong cái bao phân hữu cơ đó. Và nhớ một điều là cái thành phần NPK này được tạo ra từ quá trình ủ chứ không phải là dòng hữu cơ khoáng được trộn bổ sung thêm nha bà con. Bởi vì cái NPK được tạo ra trong quá trình ủ á, thường là cái dạng hòa tan, có nghĩa là dạng cây trồng nó hấp thụ ngay. Tuy nhiên nó có một cái như thế này, đối với cái dạng phân hữu cơ á, mà nếu như trong trường hợp bà con đọc lại cái thành phần đạm trong cái phân hữu cơ mà nhà sản xuất để cao hơn năm á, là bà con phải đặt câu hỏi ra ngay, thật sự có phải là đúng như vậy hay không. Bởi vì nó có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là với thực vật á, thì khi mà chúng ta ủ cái phân hữu cơ là chắc chắn nó sẽ không bao giờ có cái hàm lượng mà nó cao hơn 5% được. Nếu như một nhà sản xuất nào đó để cái thành phần đạm cao hơn 5%, chẳng hạn 7% đi, mà cái nguồn nguyên liệu của nó là từ sát bã thực vật á, thì bà con xác định ngay đó chính là cái thông tin này nó không có chính xác. Có thể họ đã trộn cái vô cơ vào, cụ thể là trộn cái đạm vào để nâng cái hàm lượng đạm nó lên. Bởi vì thông thường đối với cái sát bã thực vật khi chúng ta ủ cái phân hữu cơ á, thì nó không bao giờ nó cao hơn 3%. Còn đối với động vật á, thì những cái sản phẩm nào mà nó được ủ từ phân, chẳng hạn như phân gà, phân heo, phân cừu hay là phân bò này chẳng hạn, mà cái hàm lượng đạm của nó nhà sản xuất công bố cho bà con là nó cao hơn 4 hay là cao hơn 5% á, thì bà con cũng xác nhận ngay là thông tin này nó không chính xác, nhà sản xuất đó họ không có trung thực. Bởi vì sao? Nếu như từ những cái dạng phân của những cái con gia súc, gia cầm á, thì khi mà ủ ra cũng không bao giờ nó hơi lớn hơn được 4-5% nha bà con nha. Nên vì thế chúng ta coi vào cái hàm lượng đạm của cái phân hữu cơ trong cái thành phần á, đối với cái trường hợp một là đối với sát bã thực vật hoặc là đối với những dạng cái phân của động vật, thì bà con xác định ngay nếu như mà cái phân nào mà để cái thành phần của nó cao hơn 4% đi
thì bà con xác nhận ngay là nhà sản xuất đó không có trung thực. Nếu như họ nói là à, tôi có trộn thêm cái ure vào trong đó để cái hàm lượng đạm nó cao thì nó mới có thể đúng. Tuy nhiên thì cái trường hợp này nó sẽ không có đúng đối với loại phân dơi hay là cái phân của con chim. Bởi vì trong cái video lần trước tôi có trình chiếu cho bà con thấy đó là hàm lượng đạm của cái hai cái loại phân này là nó cao hơn 5% ha. Nên vì thế bà con cần phải xác nhận cái thông tin cho chính xác đối với cái trường hợp một này. Đối với cái trường hợp thứ hai là trường hợp là cái hàm lượng đạm nó cao hơn 5%. Thì nếu như mà trong trường hợp mà cái bao phân hữu cơ nó để hàm lượng đạm cao hơn 5% thì bà con coi là cái nguồn nguyên liệu của nó có chính xác hay không. Thì thông thường là cao hơn 5% nó sẽ rơi vào những cái trường hợp như là một là cái đạm cá, như hôm trước tôi có trình chiếu cái bảng đó, bà con biết thấy là cái máu tươi của cá hoặc là cái đạm cá thì hàm lượng cái đạm nó cũng cao hơn nè, hoặc là cái sản phẩm đạm cá của MKA thì hàm lượng đạm nó tới 11% lần, hoặc là cái nguồn nguyên liệu của nó là những cái nội tạng của động vật, những cái phế phẩm của những cái nhà máy sản xuất chẳng hạn như cánh giò, nội tạng này kia được xay ra làm phân hữu cơ thì nó cũng khá là chính xác. Ví dụ như đối với cái phân gà nhập khẩu của Mekong Agri thì có một phần trong đó là cái nội tạng của động vật. Còn đối với nhà sản xuất nào nói với bà con là hàm lượng đạm của họ là lên tới 12%, nguyên nhân là làm từ thịt của động vật, thì bà con cũng nên xem xét lại ở một vấn đề là bởi vì cái thịt cho người ta đôi khi ăn còn không có, nói chi đến cái chuyện làm phân hữu cơ. Mà nếu như mà có làm phân hữu cơ đi chăng nữa thì cái giá thành mà tới tay bà con nông dân chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Tôi lấy ví dụ như là thịt heo đi, bây giờ giá thị trường nó là 100 ngàn một ký, mà bây giờ đem ủ ra cái phân hữu cơ vậy thì bán cho bà con nông dân bao nhiêu một ký? Có phải là bán ra tới tầm khoảng 200 ngàn một ký không? Thì cái con số đó tôi nghĩ đôi khi nó không có hợp lý. Nên cái việc chúng ta lựa chọn một cái dòng phân hữu cơ này, chúng ta phải suy xét rất là nhiều thứ, đặc biệt là về cái nguồn nguyên liệu như lúc nãy tôi nói. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái hàm lượng NPK trong phân, để chúng ta suy xét những cái vấn đề như nãy giờ tôi có trao đổi. Tôi lấy ví dụ như một cái sản phẩm của Mekong Agri đang bán mà nãy giờ tôi có nhắc trong bài này, đó chính là cái phân hữu cơ gà nhập khẩu. Thì đối với nguyên liệu của cái phân hữu cơ này là từ cái phân con gà và kết hợp với lại nội tạng gà, nên cái thành phần của phân nó sẽ cao, đặc biệt là đối với cái thành phần hữu cơ của nó là hơn 60%. Còn đối với cái thành phần NPK, mặc dù làm từ nội tạng của con gà đó, nhưng mà đều nó lại cũng đâu có cao đâu. Cụ thể là đối với cái NPK của cái dòng phân này, nó chỉ là đạm là chỉ có 3%, lân là chỉ có 2% và kali nó cũng chỉ có hơn 2% thôi. Mà giá của nó thì cũng khá là rẻ, chỉ có 6.000 đồng một ký đối với dạng bột và 8.000 đồng một ký đối với dạng viên à. Và cái tiêu chí cuối cùng đó chính là về cái thành phần vi sinh. Thì đối với cái tiêu chí này chúng tôi ship cuối cùng bởi vì nó có ba cái lý do. Lý do thứ nhất á, là khi mà chúng ta ủ cái phân hữu cơ thì trong quá trình ủ nó đã có cái vi sinh, nó tự sản sinh ra cái vi sinh hoặc là tự sản sinh ra cái nấm đối kháng rồi. Lý do thứ hai á, khi mà cái hữu cơ tốt á, bón vào đất thì cái môi trường đất nó phù hợp, nó cũng sẽ tạo ra được cái vi sinh. Và cái lý do cuối cùng á, là chúng ta có thể mua thêm cái vi sinh từ ngoài thị trường, những cái sản phẩm vi sinh đang bán thương mại và chúng ta trộn vào cái thành phần phân hữu cơ thì vẫn được, vẫn mang đến được cái hiệu quả khá là tốt. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Video cũng rất là dài rồi. Rất cảm ơn bà con nông dân đã theo dõi đến cuối video này. Với nội dung video này, chúng tôi mong muốn là cung cấp cho bà con thêm cái phương án để chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm phân hữu cơ đang bán trên thị trường. Với phân hữu cơ của Mekong Agri thì bà con có thể liên hệ trực tiếp vào trong kênh hoặc là để lại bình luận để chúng tôi cho nhân viên tư vấn với bà con nha. Đến đây xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà con nông dân rất là nhiều đã quan tâm kênh Nông nghiệp Mekong và xem chương trình Nông dân cần biết của chúng tôi. Hãy để lại những bình luận bên dưới để chúng tôi có thể có thêm những video chất lượng hơn cho bà con nông dân mình. Xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Hãy nhớ đón xem chương trình Nông dân cần biết được phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha bà con. Và hẹn gặp lại với bà con nông dân trong những video lần sau.